Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Cùng Bạn Chữa Bệnh. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về chủ đề giải cứu làn da mụn trứng cá bằng viên uống hết mụn từ bên trong. Và nếu như quý vị quan tâm đến chủ đề này, ngay bây giờ hãy gọi điện đến số tổng đài của chương trình là 0836229229. Thưa quý vị và các bạn, việc tìm cách loại bỏ những loại mụn cứng đầu bằng các phương pháp thông thường như là chúng ta nặn mụn hay là sử dụng những loại thuốc bôi trị mụn có chứa kháng sinh liều cao, đôi khi là những cái lựa chọn hàng đầu của các hộ chủ. Thế nhưng rõ ràng là khoa học đã chứng minh những phương pháp như vậy cũng có thể không mang lại hiệu quả mà thậm chí là còn khiến cho mụn trở nên nhiều hơn. Như vậy khi mà chúng ta đã bị mụn tấn công rồi thì ngoài những cái vấn đề là chúng ta cân bằng cái chế độ sinh hoạt, ăn uống hay là điều trị ngoài da thì còn một phương pháp nữa, đó là chúng ta sẽ trị mụn từ bên trong. Và nếu như quý vị có thắc mắc về vấn đề này thì ngày hôm nay chúng tôi cùng với một chuyên gia đã mời đến chương trình sẽ cùng chia sẻ và tư vấn cho quý vị. Xin được giới thiệu thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Hòa Bình. Xin chào bác sĩ. Xin chào MC, xin kính chào quý vị khán giả. Và như thường lệ trước khi đến với cuộc trò chuyện này thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng xem một phóng sự giới thiệu về nhân vật ngày hôm nay. Mụn trứng cá là một căn bệnh về da rất phổ biến bởi nó xảy ra ở nhiều độ tuổi và giới tính khác nhau. Không chỉ gây đau đớn, khó chịu mà mụn trứng cá còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính thẩm mỹ của làn da, khiến da kém mịn màng, sần sùi và ảnh hưởng tới ngoại hình rất nhiều. Hơn thế nữa, loại mụn này còn rất khó loại bỏ, thường tái đi tái lại nhiều lần, đòi hỏi kiên trì, lâu dài và có phương pháp điều trị tận gốc. Chính vì thế rất nhiều người còn đang loay hoay tìm kiếm giải pháp trị mụn trứng cá an toàn và hiệu quả. Từ sau khi sinh em bé, làn da của tôi ngày càng xuống cấp nặng nề, không những sạm đen đi mà còn mọc rất nhiều mụn trứng cá. Tôi cũng sử dụng rất nhiều loại kem trị mụn, thậm chí còn uống cả thuốc bắc vì nghĩ rằng nóng trong, nhưng tình trạng cũng không cải thiện được là mấy. Việc nhận biết chính xác mức độ và nguyên nhân gây nên mụn trứng cá sẽ giúp người bệnh có phương án điều trị hiệu quả và tránh được những biến chứng ảnh hưởng đến thẩm mỹ và sức khỏe. Công ty cổ phần Sao Thái Dương, hạnh phúc đến mọi nhà. Quý vị thân mến, bạn Thùy Linh ngày hôm nay cũng đã có mặt ở trong trường quay để nhờ đến sự tư vấn của chuyên gia. Xin mời bạn. Chào bác sĩ ạ, chào chị Xuân Quỳnh và chào khán giả. Và Lê thân mến, bạn có thể giới thiệu về bản thân mình cũng như tình trạng mụn mà bạn đang gặp phải được không? Em Linh, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội ạ. Thì cũng như là chia sẻ trên phóng sự ấy ạ, thì sau khi sinh thì tình trạng da của em xuống cấp cực kỳ là nặng nề luôn ạ. Có xuất hiện rất là nhiều mụn, thậm chí còn có những khi còn xuất hiện cả mụn đỏ ở xung quanh vùng trán này, vùng mũi, vùng cằm và hai bên má rất là nhiều ạ. Khi mà em sinh thì em cũng không có nhiều thời gian để mà chăm sóc da hay là dưỡng da cho bản thân mình ấy. Khi mà em xuất hiện mụn ấy thì em cũng có dùng các loại kem trị mụn và thuốc bắc để mà chữa trị bên trong ấy, nhưng mà tình trạng cũng không được cải thiện cho lắm. Thì hôm nay em đến đây thì muốn đến bác sĩ và tư vấn và giúp đỡ em để em cải thiện hơn cho tình trạng của mình. Trước đó là bạn cũng tự tìm hiểu và tự mình chữa thôi nhưng mà vẫn chưa có thấy hiệu quả đúng không? Hy vọng là ngày hôm nay bác sĩ sẽ giúp cho bạn. Nhưng mà trước tiên thì có lẽ là chúng ta cũng phải tìm hiểu cặn kẽ hơn về vấn đề trứng cá đúng không ạ? Thế thì thực chất là trứng cá là như thế nào, nó được hình thành ra sao và cái vấn đề mụn mà bạn Linh đang gặp phải thì nó ở mức độ như thế nào ạ? Do cái sự ứ động các cái chất bã ở chân lông và khi đó người ta lấy ra rồi để cái lỗ giống như cái nhân trứng cá đấy, người ta gọi đó là mụn trứng cá. Tuy nhiên là nói mụn trứng cá phải liên quan đến các nhiều yếu tố, sự tăng tiết bã nhờn, sự sừng hóa của cổ năng lông và sự có mặt của vi khuẩn acne. Bên cạnh đó thì còn nhiều các cái nguyên nhân khác nữa. Như bạn Linh vừa trao đổi với chúng ta thì chúng ta thấy rằng bạn sau sinh. Thì sau sinh thì những cái yếu tố mà có khi là bạn phải chăm sóc em bé, bạn phải thức khuya. Sau khi mà sinh xong thì cái sự thay đổi về nội tiết tố chúng ta cũng gặp phải. Và cái sự suy giảm về nội tiết tố này cũng sẽ ảnh hưởng. Và bên cạnh đó thì những yếu tố stress, thức đêm, chăm sóc em bé nhiều cũng làm cho yếu tố mà làm cho mụn trứng cá của bạn nó gia tăng. Tuy nhiên là tôi còn thấy bạn ấy còn có một cái vấn đề nữa mà bạn gặp phải là bạn ấy thấy lo lắng khi mụn trứng cá như vậy thì bạn ấy lại tự mua thuốc về bôi rồi là thuốc uống. Bạn ấy hoàn toàn không phải theo đơn của bác sĩ. Cái việc mà tự ý mua thuốc như vậy tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái điều rất là sai lầm trong cái điều trị mụn trứng cá. Như lúc nãy thì bạn Linh cũng đã chia sẻ rồi là sau khi mà sinh em bé đó không, rồi quá trình mà chăm sóc em bé mình cũng không có thời gian để chăm sóc da, cho nên là từ đó mà mụn nó mới xuất hiện nhiều hơn. Thế nhưng thưa bác sĩ, là ngoài những cái câu chuyện và trường hợp như bạn Linh ra thì chúng ta còn thấy là những cái nguyên nhân nào khác nữa khiến cho các chị em phụ nữ dễ bị mụn trứng cá à? Cái yếu tố ví dụ như là tăng tiết bã nhờn. Và khi tăng tất bã nhờn như vậy thì chúng ta nếu không làm sạch các cái chất dầu nhờn như vậy thì còn là môi trường có thể tạo ra cái tình trạng mụn trứng cá có thể gặp phải.
Cái thứ hai nữa là cái sự sừng hóa của cổ năng lông mà chúng ta lại không sử dụng các cái kem tẩy da chết hoặc là cái sữa rửa mặt nó phù hợp, đó cũng là một cái yếu tố. Chưa kể đến là nặn mụn nữa, vô tình chúng ta đã đưa cái vi khuẩn ở trên mặt kích hoạt các phản ứng viêm, và nặn bóp nữa làm cho con bầm dập các tổ chức xung quanh, cùng với cái việc mà đưa vi khuẩn lên làm sưng tấy, đó cũng là một cái yếu tố. Tuy nhiên ngoài những yếu tố nữa, ví dụ như ở những cái tuổi thanh thiếu niên thì những cái sự thay đổi về nội tiết tố, hoặc là đối với thì phụ nữ sau khi sinh, quá trình mang thai về sau khi sinh cũng là cái quá trình thay đổi về nội tiết tố. Và một yếu tố chúng ta hay gặp phải nữa đó là yếu tố stress, bởi vì tất cả những yếu tố áp lực rồi stress cũng làm suy yếu khả năng miễn dịch đi, thì cái điều này cũng có thể chúng ta gặp phải. Một cái điều nữa là các bạn sử dụng các cái mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, không phù hợp với làn da của mình. Ngay cả khi mà bạn sử dụng các sữa rửa mặt mà lại, nếu là da dầu thì bạn phải sử dụng các sữa rửa mặt nó phù hợp với da của bạn, là loại bớt dầu đi cơ. Còn nếu mà sử dụng không đúng cũng là một yếu tố. Rồi những yếu tố khác nữa, ví dụ bảo vệ như là sử dụng kem chống nắng hay không, sử dụng khẩu trang với khói bụi từ ngoài môi trường hay không, hoặc là ví dụ như sau khi về nhà bạn làm sạch da một cách đúng cách, bạn có sử dụng các cái nước hoa hồng để làm sạch sâu từ bên trong và bổ sung nước cho da hay không. Chế độ ăn của bạn, ví dụ như chẳng hạn chúng ăn quá nhiều các gia vị, hoặc là quá nhiều những cà phê hoặc đồ uống có cồn, rồi thức khuya, những yếu tố stress ấy, thì tất cả những yếu tố đó sẽ ảnh hưởng làm cho mụn trứng cá của bạn có thể gia tăng, rồi có thể nói rằng là có rất nhiều các nguyên nhân. Thưa bác sĩ, thì em cũng muốn hỏi là độ tuổi khác nhau ấy, thì mụn trứng cá nó có hình thành khác nhau hay không ạ? Cái tình trạng mụn trứng cá ở độ tuổi thanh thiếu niên đối với người trưởng thành nó có một cái sự khác nhau. Đối với tuổi thanh thiếu niên thì chúng ta có thể nói rằng yếu tố di truyền chúng ta đã gặp phải. Cái điều thứ hai là khi có sự thay đổi về nội tiết ở cái độ tuổi dậy thì chẳng hạn, thì chúng ta hay gặp phải tình mụn trứng cá. Và khi thay đổi nội tiết như vậy thì mụn trứng cá có thể phát ra nó nhiều hơn. Tuy nhiên là khi chúng ta điều trị một cách đúng cách thì cái việc mà điều trị mụn trứng cá ở độ tuổi thanh thiếu niên nó sẽ giảm nhanh hơn. Nhưng đối với độ người trưởng thành ngoài 30 tuổi trở đi, chúng ta gặp phải những tình trạng về mụn trứng cá, thì đối với độ tuổi này thì gặp nhiều những điều khác nữa. Ví dụ như yếu tố stress, áp lực công việc, rồi những người sử dụng lạm dụng quá nhiều mỹ phẩm do cái tính chất công việc, nghề nghiệp chẳng hạn, không có thời gian uống nước và chế độ ăn, tất cả những yếu tố này ở những người có tuổi. Hoặc đặc biệt là ở một số người lớn tuổi thì lại sử dụng một số các cái thuốc điều trị, tất cả những điều yếu tố này có thể làm cho mụn trứng cá ở người tuổi trưởng thành có thể khó điều trị hơn đối với những người ở độ tuổi thanh thiếu niên. Đó chính là cái đặc điểm nó khác nhau. Những trường hợp như bạn Thùy Linh thì có lẽ là các chị em phụ nữ cũng rất là lo lắng băn khoăn. Thế thì ngay bây giờ xin mời bác sĩ, bạn Thùy Linh và quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự của chương trình. Không những trong thời kỳ mang thai mà sau khi sinh, nhiều chị em vẫn bị quấy rầy bởi mụn, thậm chí tình trạng bị mụn còn nặng hơn. Những nguyên nhân khiến phụ nữ sau sinh dễ bị nổi mụn trứng cá là do rối loạn nội tiết tố của người phụ nữ mang thai đến thời kỳ sau sinh vẫn chưa được ổn định. Nồng độ cao của nội tiết androgen kích thích tuyến bã tăng sản xuất dầu. Điều này làm da của các bà mẹ bỉm sữa ngày càng nhờn, kích thích mọc mụn lên mãnh liệt hơn. Chăm sóc con nhỏ giai đoạn đầu nên người mẹ thường không có thời gian ngủ đủ giấc, điều này cũng dễ hình thành mụn. Do sự rối loạn của các hoạt động sống sau khi sinh khiến chán ăn, cơ thể mệt mỏi cũng làm tăng nguy cơ mụn trứng cá. Để khắc phục tình trạng mụn trứng cá, chị em nên vệ sinh da thật sạch để hạn chế tối đa bã nhờn trên da, có chế độ ăn uống hợp lý để vừa đủ chất cho bé bú, vừa cân bằng được tuyến nội tiết của cơ thể, đồng thời tăng sức đề kháng cho cơ thể, giúp da hồng hào mịn màng, tạo tâm lý thoải mái, tránh lo lắng, căng thẳng quá mức. Thưa bác sĩ, khi gặp vấn đề về mụn trứng cá thì cũng có nhiều chị em thắc mắc là không biết mình có nên tiếp tục sử dụng những sản phẩm mà mình vẫn hay sử dụng hay không, hay là phải đổi sang những cái loại sản phẩm mà đặc trị cho mụn trứng cá. Sử dụng những cái sản phẩm đặc trị cho mụn trứng cá theo cái cách mà mọi người nọ mách bảo người kia thì tôi nghĩ đấy là một cái sai lầm, và đó chính là một trong những nguyên nhân làm cho mụn trứng cá chúng ta điều trị nó dai dẳng, khó điều trị hơn. Bởi vì chúng ta biết là nguyên nhân của nó có rất nhiều loại nguyên nhân khác nhau, do vậy chúng ta cần đi khám bác sĩ để chúng ta xem là cái nguyên nhân đó là gì, điều trị đúng nguyên nhân. Nhưng một cái điều nữa là vô cùng quan trọng đối với mụn trứng cá, đó là cái việc chăm sóc cả bên ngoài nữa. Cái việc từ bên trong và bên ngoài, hai cái đều là rất là quan trọng. Ví dụ như chúng ta chăm sóc một cách sai cách, không rửa mặt mỗi khi chúng ta đi về, rửa mặt bằng sữa rửa mặt phù hợp. Mà muốn chọn cái sữa rửa mặt phù hợp thì chúng ta cũng cần phải soi da xem chúng ta là da gì, hoặc một số người da khô nhưng mà phần chữ T vẫn là da dầu. Do vậy chúng ta phải sử dụng các sữa rửa mặt nó phù hợp. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng định kỳ sử dụng các cái kem tẩy da chết, hoặc là ví dụ như là chúng ta sử dụng các cái nước để làm sạch sâu từ bên trong, hoặc là chúng ta bên cạnh đó chúng ta sử dụng các cái kem chống nắng để bảo vệ cho ban ngày, rồi có những kem mà để dưỡng da cho ban đêm. Ngoài ra cái việc điều trị mụn trứng cá, chúng ta cần khám điều trị theo các cái đơn của bác sĩ.
Chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà ưu tiên lựa chọn những cái sản phẩm từ thảo dược thì bao giờ cũng rất là an toàn. Có thể là sản phẩm này đối với làn da của người khác thì nó rất là hợp, và chúng ta thấy là nó hiệu quả luôn, và chúng ta bắt chước làm theo. Thế nhưng mà đến khi kết hợp với làn da của chúng ta thì lại không có hiệu quả gì. Và như vậy cho nên mới thấy là nhiều trường hợp là bỏ rất là nhiều tiền của ra để mua rất là nhiều những sản phẩm, thế nhưng mà cũng không có mang lại một cái kết quả như mong muốn. Thì lúc đó thì có lẽ là chúng ta cần phải quan tâm đến vấn đề là trị mụn từ bên trong nữa, đúng không ạ? Về cơ chế trị mụn từ bên trong thì chúng ta phải hiểu như thế nào thưa bác sĩ? Cái việc mà điều trị mụn trứng cá đấy, chúng ta cũng phải quan tâm đến nguyên nhân, chế độ sinh hoạt, chế độ chăm sóc da từ bên ngoài và chế độ từ bên trong. Vậy thì chúng ta cũng cần phải đi khám để điều trị theo cái đơn của bác sĩ. Và cái điều thứ hai nữa là cái việc chăm sóc từ bên ngoài và bảo vệ da một cách đúng cách, tôi nghĩ rằng đó là cái điều rất là quan trọng. Chứ nếu mà chúng ta chỉ lựa chọn một cái phương pháp là sử dụng các cái kem, mà đặc biệt những cái kem theo mọi người mách bảo là những kem trộn, khi mà bôi những thành phần có kháng viêm, kháng sinh mà người ta bôi có thể điều trị rất là nhanh, khỏi đỡ rất là nhanh, nhưng mà sau đó tình trạng sẽ bị nặng hơn rất là nhiều. Như vậy là tất cả những cái vấn đề điều trị sai cách đó là những cái vấn đề mà làm cho mụn trứng cá, tại sao nó lại dai dẳng, tại sao nó lại khó điều trị. Và tất cả những yếu tố khác, ví dụ như những thói quen về mặt sinh hoạt mà chúng ta không thay đổi thì cái việc điều trị nó rất là khó khăn. Và ngoài ra như bác sĩ nói là nếu như mà chúng ta sử dụng những cái phương pháp điều trị kể cả từ bên ngoài hay từ bên trong, mà từ những cái nguyên liệu là những dược liệu, đúng không ạ, những thành phần tự nhiên, thì bao giờ nó cũng sẽ tốt hơn. Thì bác sĩ có thể tư vấn một vài những cái sản phẩm mà có những cái thành phần dược liệu đó được không ạ? Các cái thảo dược để điều trị mụn trứng cá đấy cũng rất là nhiều, nhưng làm thế nào người ta phối ngũ thành một cái bài thuốc và bào chế dưới một cái dây chuyền công nghệ hiện đại để cho ta tiện cho người sử dụng. Thì thảo dược thì có rất là nhiều, như tôi biết là trên thị trường thì có những cái thảo dược mà ta có lựa chọn thành một cái bài thuốc điều trị mụn trứng cá rất là hiệu quả. Ví dụ như là diệp hạ châu đắng chẳng hạn. Thì đây là những cái thảo dược mà có thể giúp cho người ta ví như một cái kháng sinh thực vật, và thứ hai là nó vừa có tác dụng giải độc gan, giải độc cơ thể. Và chính vì những người mà sử dụng quá nhiều chế độ ăn, chế độ sinh hoạt cay nóng chẳng hạn, thì cái diệp hạ châu này nó có hỗ trợ rất là tốt, vừa có tác dụng thanh nhiệt giải độc, vừa có tác dụng hỗ trợ giải độc gan, giải độc cơ thể. Ngoài ra thì những một số các loại thảo dược khác chúng ta có thể gặp, ví dụ như là nhân trần chẳng hạn, thì nhân trần có tác dụng giải độc gan và có tác dụng tăng cường cái khả năng miễn dịch cho cơ thể. Hoặc là những cái thành phần khác như là nhọ nồi, bản thân cỏ nhọ nồi có tác dụng thanh nhiệt lưu huyết, và những cái trường hợp nóng và cái tình trạng mụn chẳng hạn thì vừa có tác dụng giải độc nhưng vừa có tác dụng thanh nhiệt lưu huyết, tức là làm mát. Thì những cái thảo dược đấy nó hỗ trợ rất là tốt trong cái điều trị mụn trứng cá. Hoặc là một trong những cái thảo dược khác nữa mà chúng ta có thể gặp, ví dụ như là rau má chẳng hạn, có tác dụng mát gan, có tác dụng giải độc, và nó có tác cường là điều hòa cái khả năng miễn dịch cho cơ thể. Thì tôi nghĩ rằng tất cả những cái thành phần này khi tác động với nhau nó hỗ trợ rất là tốt trong cái việc mà kháng viêm và điều trị những mụn trứng cá. Và có thể nói rằng khi chúng ta sử dụng bên trong như vậy, nó có thể điều trị tận gốc từ bên trong. Một cái thành phần mà rất là quan trọng nữa khi người ta phối ngũ đó là thành phần thất diệp nhất chi hoa. Tôi nghĩ rằng đây là một thành phần có tác dụng rất là tốt, vừa có dụng như một kháng sinh tự nhiên, kháng viêm, giải độc, và như vậy nó hỗ trợ trong cái các cái thành phần này với nhau, nó tác dụng rất là tốt trong cái điều trị mụn trứng cá. Những cái thành phần thảo dược như bác sĩ vừa mới chia sẻ thì tôi thấy là gần như là nó đã có ở trong một cái sản phẩm là viên uống hết mụn trứng cá của công ty Sao Thái Dương. Bác sĩ có đánh giá như thế nào về sản phẩm này? Tôi nghĩ rằng là trên thị trường thì có rất nhiều các cái sản phẩm, có rất nhiều các cái loại kem, rất nhiều các cái loại thuốc. Nhưng tôi nghĩ rằng là chúng ta nên lựa chọn những cái sản phẩm mà có uy tín, đặc biệt là được bào chế dưới dây chuyền công nghệ hiện đại, và cái công thức của bài thuốc đó là nó đảm bảo là những cái thành phần từ thảo dược, và những cái thảo dược đó là những thảo dược sạch và nó rất là an toàn. Những cái thành phần này nó hỗ trợ rất là tốt trong cái việc mà vừa tác dụng giải độc, vừa có tác dụng như một cái kháng sinh, kháng viêm tự nhiên. Người ta đã bào chế dưới cái dạng mà chúng ta sử dụng rất là tiện lợi, nhưng chúng ta cần phải sử dụng nó có cái thời gian, chứ không thể chúng ta sử dụng trong cái vòng rất là ngắn, vài ba ngày mà chúng ta điều trị để khỏi được. Cho nên chúng ta cũng cần phải có cái sự kiên nhẫn. Em muốn hỏi bác sĩ là khi mà em sử dụng viên uống hết mụn thì thời gian em sử dụng là bao lâu ạ? Tôi nghĩ rằng là đối với những thực phẩm chức năng mà thành phần hoàn toàn từ thảo dược thì cái độ an toàn nó rất cao. Nếu bạn sử dụng các kháng sinh, kháng viêm thì bạn phải dùng tuyệt đối theo cái liều của bác sĩ 7 hoặc 15 ngày. Còn những trong cái trường hợp mà những cái thành phần từ thảo dược nó rất là an toàn thì bạn cần thời gian sử dụng nó dài hơn, và để cho nó duy trì được cái hiệu quả, ngay cả khi cái mụn trứng cá của bạn uống nó đã giảm rồi thì bạn nên duy trì ít nhất thời gian từ 3 đến 6 tháng.
Tuy nhiên bạn không quên được một chế độ là chăm sóc da đúng cách và bảo vệ da một cách đúng cách nữa, với cả là một chế độ sinh hoạt thật là khoa học. Rõ ràng là chúng ta có sử dụng phương pháp nào thì cũng phải kiên trì đúng không ạ? Chứ không thể nào ngày một ngày hai được. Như bác sĩ nói là phải kết hợp với chế độ ăn uống này, rồi sinh hoạt hàng ngày này. Thế thì cụ thể thì các chị em phải quan tâm đến những vấn đề đó là như thế nào ạ? Cái việc mà bảo vệ da từ bên ngoài rồi chăm sóc da từ bên ngoài một cách đúng cách, và đặc biệt là chế độ ăn thì bạn nên ăn một chế độ ăn cân đối, nên ăn nhiều các rau xanh và hoa quả tươi, bởi vì những cái thành phần đó nó cung cấp thành phần nhiều vitamin, và da chúng ta cũng như cơ thể con người chúng ta rất là cần vitamin. Và một cái điều nữa là uống đủ nước để giải độc cơ thể, và nếu bạn uống không đủ nước thì cũng là một thói quen để rủ nếp nhăn tới, làm cho da của bạn không có cái sự căng mịn, một trong những yếu tố mà làm cho mụn trứng cá của bạn có thể tái phát lại. Ví dụ như bạn thức quá khuya, những áp lực công việc stress chẳng hạn, thì bạn sau sinh em bé xong bạn cũng nên là san sẻ công việc với này, ông chồng này, rồi với những người thân trong gia đình, để bạn có thời gian nghỉ ngơi cho mình, tránh những yếu tố stress. Như vậy thì tôi nghĩ rằng cái việc điều trị nó sẽ hiệu quả hơn. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều về những chia sẻ và những tư vấn của bác sĩ đến chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng là sau chương trình này thì không chỉ có bạn Thùy Linh và rất nhiều quý vị khán giả, nếu như mà chúng ta cũng đang gặp phải tình trạng này thì sẽ tìm cho mình, lựa chọn cho mình một phương pháp điều trị mụn hiệu quả tận gốc. Cảm ơn bác sĩ và bạn Thùy Linh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, còn bây giờ sẽ là câu hỏi dành cho quý vị khán giả trong tuần này thông qua số tổng đài nhắn tin của chương trình. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau: ăn nhiều các sản phẩm sữa và thực phẩm có chỉ số đường huyết cao là nguyên nhân gây ra mụn trứng cá đúng hay sai? Các bạn hãy nhanh tay soạn tin theo cú pháp CB gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 01236229229. Khán giả trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được một phần quà hấp dẫn từ chương trình. Chúc các bạn may mắn. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0988224XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 01236229229 để nhận được những phần quà hấp dẫn. Quý vị thân mến, chương trình Cùng Bạn Chữa Bệnh tuần này xin được tạm dừng tại đây. Và chúng tôi với những người thực hiện chương trình thì luôn luôn mong muốn sẽ là một chiếc cầu nối tới cho tất cả quý vị, cùng với những lời tư vấn và chia sẻ từ những chuyên gia của chương trình thì mang đến cho quý vị thật nhiều những thông tin hữu ích để có thể giúp ích cho sức khỏe cũng như là sắc đẹp của chúng ta. Và nếu quý vị có quan tâm đến chương trình thì chúng ta có thể gọi điện đến số tổng đài của chúng tôi là 0836229229. Còn bây giờ, chương trình Cùng Bạn Chữa Bệnh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Công ty cổ phần Sao Thái Dương, hạnh phúc đến mọi nhà. Nếu bị mụn, trong cẩm năng sống của bạn chắc chắn sẽ chứa đầy tên các sản phẩm, các cơ sở trị mụn hay rất nhiều loại mỹ phẩm dưỡng da khác nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần tìm được phương pháp điều trị từ bên trong để trị mụn trứng cá tận gốc. Sau khi sử dụng sản phẩm theo tư vấn của bác sĩ, thì làn da của tôi đã được cải thiện rõ rệt. Những nốt mụn trứng cá ở vùng mũi và trán đang dần biến mất và không để lại sẹo. Làn da của tôi cũng trắng và mịn lên trông thấy. Các bạn đồng nghiệp ở cơ quan hỏi tôi là có bí quyết trị mụn nào mà hiệu quả và nhanh như vậy. Giờ đây thì tôi cũng còn e ngại với làn da bị mụn nữa. Điều trị mụn trứng cá cần tác động vào các nguyên nhân gây bệnh, giảm bài tiết chất bã, chống lại vi khuẩn, chống lại sừng hóa cổ tuyến bã, đặc biệt lưu ý vệ sinh da đúng cách. Ngoài ra, bệnh nhân lưu ý không dùng thuốc trị mụn trứng cá theo sự mách bảo của người khác. Do đó, người bệnh nên đến các cơ sở chuyên khoa da liễu để được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và tư vấn điều trị phù hợp.